Xin chào cả nhà nha. Ngày chiều trời mưa mình đi ra giường bắt con ruồi cả nhà. Ổ mình vừa cắt cái cây tràm xong. Tao mày nhỏ mà nó non lắm cả nhà. Nó non xèo tại nhắn tươi luôn. Mình cắt từ từ ra mình rủ con ra cho cả nhà xem. Mình cũng chưa thấy cục mật nữa. Rất là đẹp luôn, nhỏ mà không biết là có giỏ hay không. Có nha, lời ra chấm vô dần cả nhà, quay mà nhỏ mà có giỏ không sao. Buồn quá, không chuyện gì làm. Đợi ra rừng bắt. Rồi cả nhà. Quá đã luôn, trắng tươi. Rồi cái đàn non này vô nữa. Xử cái tàn luôn cả nhà. Quá đã. Mưa mình không có quay được nhiều quá nha, quay bằng điện thoại nó ướt. Trời, vừa mới mưa xong, lúc này cũng gần 4 giờ đó nha, quá ngon luôn nha. Bây giờ mình tắt máy, mình xử lý xong mình đi kiếm ông rùi tiếp, gặp mình bắt cho nhà xem. Đây mình được phát hiện một tổ luôn cả nhà ơi. Tổ này đóng rất là cao luôn, 4,5 m, 5 m nữa nè. Đóng thuốc trên đọt, trên tràm. Mình lấy đuốc mình thấy cho nó con nó bu vô tổ thì mình cắt cái tràm. Mình hạ xuống mình quay cái nhà xem. Mình cắt cây. Mấy tổ đóng lên cao này mỗi lần bắt một tổ rồi để hao một cái chạm cái rồi một tổ nó già cái nha. Cái tàn này nó chỗ hết một lần nên nó làm lại lần hai rồi. Tàn nó già đen, nó đen mà cái nhộng non còn ngon, nó chưa già ăn vẫn được nha nha. Nên mình cắt xong lấy cụ mật quay nhà xem. Mặt quá đã luôn nha, chám vô hết trơn luôn, nặng luôn, nặng có 200 g á nha, cục mật này, cục mật này chắc hơn nửa xị, mà chắc không được một xị đâu, quá đã luôn. Quay đẹp lắm nha, mặt rất là tốt luôn. Giờ mình xử lý xong rồi mình đi tiếp, không có thì mình ốp máy mình vô luôn. Trời mưa không có tiện quay được cả nhà.